chào tất cả mọi người đang xem đài. Em là Nguyễn Phúc Thiện. Dạ, em sinh năm 93, đang là nhà sản xuất âm nhạc. Anh có nghe rồi, nghe cái tên rồi. Em có những cái bài hát gì em có thể kể? Bài hit á. Dạ, kể như bài Bóng Bóng Bang Bang. Nếu nói về nhạc trẻ thì có Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi, hay là Em Không Sai Chúng Ta Sai. Eric. Mời em giới thiệu về mình. Dạ anh chị ạ, em tên là Bảo Quyên, em sinh năm 93, em là nội trợ thôi. Với lại phiên dịch viên cho chồng em. Phiên dịch viên là sao? Dạ chồng em nó nói chuyện khó hiểu lắm nên em đi đâu em phải là phiên dịch viên lại cho vậy. Dạ. Nhưng mà trước đây là em có tham gia trong showbiz không? Không? Dạ không, em là người bình thường. Dạ. Vậy sao mà gặp được nhau vậy cưng? Tụi em gặp nhau trước khi em vào nghề luôn cơ. Từ khi em mới bước vào Sài Gòn luôn cơ. Em là gốc ở đâu? Ở Đà Nẵng. Học hết đại học xong em mới vào Sài Gòn thì gặp bạn này luôn. Nhưng mà cơ duyên gặp là trên Facebook á, like một cái đoạn clip của ca sĩ Lưu Hoàng bây giờ. Cái đoạn clip đó là Lưu Hoàng diễn chung với bạn này. Thì em mới thấy là ôi bạn này điên điên giống mình. Hồi đó em cũng hay quay mấy cái kiểu điên điên á. Mình nên học hỏi những cái người như vậy để mình quay cái clip dạng giống như TikTok bây giờ. Em mới ép Facebook, chủ động ép Facebook bạn này. Cái xong rồi hiểu lầm trên Facebook nữa. Trùng thời điểm em viết status đó thì bạn đó viết một cái status: đừng có viết linh tinh nữa, lo rửa chén đi. Thì em tưởng là nói em là em ghét. Em ghét. Sao là cái đợt đó là Facebook nó bị nhiễm cái virus á, hay cập nhật những cái đường link mà 18+. Bạn này bị, cái em vô em cà khịa lại. Cái là từ đó là nói chuyện qua nói chuyện lại. Em có ấn tượng gì về cô gái này không? Tại vì bạn này status nào bạn cũng like hết nên em để ý một chút. Status của em là like. Dạ vâng, cứ lên là like thôi. Dạ em like dạo mà anh tưởng là em like ảnh. Tưởng là mình quan tâm ảnh. Dạ đúng rồi đúng. Bao lâu thì hai em mới gặp nhau ngoài đời? Tính thời điểm nói chuyện là một tuần sau là ảnh bay vô Hồ Chí Minh á. Rồi em với ảnh mới gặp nhau. Tự nhiên gặp nhau xong rồi ảnh với em như có gì á, là ngày nào cũng phải gặp ảnh hết á. Gặp trong vòng một tuần cái em thấy là có một cái mối quan hệ gì đó mình phải kéo dài với bạn này. Mình muốn gặp hoài, mình muốn gặp tức hoài. Tức là thiện có như vậy không? Dạ em thì gần như vậy thôi. Sau một thời gian gặp mặt thì thấy bạn này cũng khá là vui tính, cũng khá là dễ chịu. Thậm chí là cũng có phần hơi mát bát giống mình nữa. Nhưng mà lúc đó là em đã bắt đầu với cái công việc sáng tác nhạc chưa? Chưa, nói chung là cũng chưa có cái gì bắt đầu về công việc cả. Dạ em học đại học vào thôi. Anh trai em là anh Nolisi có gửi lời là vào giúp anh. Thì em cũng chưa biết cái gì hết. Anh trai là anh ruột em à? Dạ vâng. Wow, Odyssey là anh ruột của Odyssey hả? Dạ dạ. Idol của anh đó. Dạ, cảm ơn anh. Idol của anh đó. Dạ. Idol của con trai anh luôn. Dạ. Nhưng mà cái lúc đó em vô đây rồi kinh tế chắc cũng khó khăn đúng không? Dạ tất nhiên là khó khăn, thậm chí không có tiền ăn luôn. Tại vì anh em đi diễn tối ngày à, nên là cho một ít để coi như là ở nhà có gì nấu ăn đi. Em quen ảnh em không biết ảnh như vậy. Tự nhiên em gặp ảnh, anh cù bất cù bơ không ai lo hết. Mà ảnh không biết nấu cơm, anh không biết gì hết. Mà biết nấu cơm anh, nha, biết nấu cơm nha. Anh biết nấu cơm, anh không biết được nấu đồ ăn. Mà ăn cơm trắng sao được. Anh không có gì ăn hết, anh không có ai chăm lo hết. Cái mình phải tự mình phải chăm lo ảnh thành thói quen của em luôn. Những ngày đầu quen em mà anh không có tiền, anh có 10 ngàn trong túi à, mà anh nói là anh ăn đủ. Em cũng không biết ăn đủ là ăn sao luôn. Anh không khí. Anh nhịn đói mà anh giấu á. Cái xong anh bị trào ngược bao tử. Cái nhiều lúc em lên nấu cơm không kịp, cái anh ói ra nước luôn. Cái lúc đó là em xót á. Thương quá rồi. Coi như lúc đó là em san sẻ, em lo cho ảnh. Dạ đúng rồi. Thì lúc đó em cũng là sinh viên thôi. Thì cha mẹ em cho em một tháng thì cho em nhiêu đó tiền, kéo dài 2-3 tháng vậy á, em không đủ kinh tế để mà hai đứa lo vậy. Thì em mới nhắn cho anh, người anh của ảnh, em có ông đó, ông về ông lo giùm đi, chứ tôi không hết khả năng rồi. Thì lúc đó thì gia đình ảnh mới nhớ tới ảnh. Mới nhớ chực ra là còn có một thằng cu thiện. Ảnh là người mượn tiền em, mà hồi xưa đến giờ là ai mượn tiền em mà không trả nghiệp quật á, bị cái này bị cái kia. Còn ảnh á, ảnh mượn tiền em tới giờ ảnh đâu có trả đâu, bây giờ ảnh nuôi lại em cả đời luôn. Là nghiệp quật đó, là bây giờ phải nuôi cả đời đó. Không biết hơn hay xui nữa. Dạ vâng. Mà lúc đó là quen nhau được bao lâu? Dạ trong một tháng, hai tháng đầu á. Mà tụi em yêu nhau mấy năm rồi? Dạ tụi em yêu nhau là từ năm 2014 tới giờ. Có cái biến cố gì? Dạ. Chia tay chia chân rồi gây lộn rồi này kia lúc ấy còn nhỏ. Dạ, quá có. Mà. Dạ, dạ, dạ có. Tầm khoảng 6 tháng đến 9 tháng á, tụi em có 18+ nhưng mà tự nhiên phát hiện ra là không có tín hiệu gì hết, cái ảnh tự đi khám.
người ta phán ảnh là chỉ có khả năng sinh con là 8% thôi. Cái ảnh tự buồn mà ảnh biết em thích nít nên ảnh kiếm lý do chia tay em. Anh đâu có lý do gì đâu, chia tay đang vui vẻ, cái ảnh tự nhiên đang ngồi ảnh quýnh em quá trời luôn, tát bóp em muốn rụng răng luôn. Trời ơi, em tức cha mẹ tôi chưa ai quýnh tôi ngày nào hết, mà ai người lạ quýnh tôi là tôi quýnh nát nước luôn. Cái anh đè đầu quýnh quá trời, cái tự nhiên ôm em khóc. Khóc cái này rồi kể mới nói lý do đó. Dạ, đúng rồi. Mà tôi nói thiệt cũng đúng là mấy ông nhạc sĩ chắc cũng bay bay trên trời. Dạ đúng rồi. Không biết tìm lý do nào đánh thì bởi vì đang ngồi cười vậy đó, đang đi uống cà phê đang vui vẻ, bây giờ tự nhiên từ cái trạng thái vui mà chuyển qua trạng thái buồn thì không biết chuyển như thế nào. Ông quýnh em một cái nên là thôi mình chuyển ngay lập tức luôn. Hết hồn đúng không em? Dạ, em hết hồn luôn. Mà em hết hồn thì em cũng em miếu miếu rồi, em muốn miếu rồi. Nhưng mà tự nhiên em tức là đau quá, em không miếu được á. Cái xong rồi em mới suy nghĩ là tại sao miếu phải quýnh trước á, rồi miếu sau. Em quýnh, đè đầu quýnh quá trời. Lúc đó là tởn, từ lúc đó em quýnh xong là tởn rồi, hết dám nó đụng em. Đó em nghĩ sao, còn mới quen thôi mà chưa gì đã sợ hãi là sao vậy? Dạ thì kinh nghiệm tình trường của em thì không có nhiều. Vào Sài Gòn thì cũng đâu có em biết ai nhiều, thì có được bạn nữ này thì cũng may mắn lắm rồi. Nhưng mà khi mà biết kết quả đó thì em cũng hơi bị hoang mang. Tương lai bạn, đúng không? Tương lai sẽ không đi tới đâu mà mình không nên để phí cái thanh xuân của người ta như vậy. Thì lúc đó tính ra là cũng gần như là tới tuổi có thể là lập gia đình được đó chứ. Cuối cùng thì sao? Em mới thấy 8% đó là nhiều quá chị. Bây giờ tụi em hai đứa rồi, nhìn nhận lại là 8% mà hai đứa. Hóa ra là 8% là một con số nhiều. Nhưng mà nè, các em là có nghĩa là có em bé trước khi cưới hay là sau khi cưới? Dạ có em bé trước khi cưới, nhưng mà cái chuyện này là nằm trong dự tính của tụi em. Không chỉ lần đó đâu, những cái ngày bình thường, ngày đẹp trời nào đó thì dạ em lúc đó cũng đã nói là em hai vạch rồi, nhưng mà là nói xạo không hà. Nhưng mà tự nhiên tới một cái ngày mà cũng nhắn như vậy, cũng y chang câu từ như vậy, nhưng mà linh cảm đó là sự thật. Em thấy cũng hơi lo, chưa ổn định được cái gì cả, mà tài chính thì cũng khó khăn. Cái thứ hai là chưa nói chuyện với gia đình. Dạ mới gặp mặt thôi, nhưng mà chị tưởng là em phải mừng chứ, tại vì cái vụ 8% đó đó. Mừng trước mới lo sau. Thì em lại ngược lại, em lại bị lo trước. Sau một thời gian thì em lại thấy ủa, đây là việc mà hai vợ chồng mình đã đi tính trước rồi đi chùa khẩn rồi các kiểu. Thì em lại thấy đó là một tín hiệu tích cực, con là trời ban. Thời điểm có bầu á, anh này đi thi The Remix vô vòng chung kết. Lúc đó em không mình nè, em không nói được với ai hết. Em phải tự tổ chức đám cưới. Bên nhà chồng em thì biết, anh chị chồng cũng giúp em được một số thứ. Lúc đó khó khăn á, anh đi thi mà anh đâu có đi ra giúp em được đâu. Em phải tự đi. Đi đến nỗi mà động thai luôn. Nhưng mà em vẫn cố gắng vì ảnh và vì em nữa. Rồi rốt cuộc tụi em cũng có một cái đám cưới. Nhưng mà chị hỏi Thiện nè, cái lúc mà em nghe tin vợ em có bầu á, cái cảm xúc của em sao? Lúc đó cảm xúc em ở trong cái chương trình nó như thế nào? Cực kỳ lo lắng luôn anh. Em phải nói là rất lo lắng và em muốn giúp vợ những cái thứ đó. Nhưng mà vợ em lại ngăn cản, kêu là anh cứ tập trung lo cái việc đó đi. Còn lại những cái chuyện đó để em lo được rồi. Em lo được hết mà. Bây giờ gần như là 90% rồi, giờ còn 10% nữa không lẽ em lo không được. Em nghe thì em cũng thấy cũng thương, muốn giúp đỡ gì đó mà vợ nhất quyết không cho. Cứ vợ là cứ thi. Dạ, em lại thấy thương vợ hơn nhiều. Với đôi trẻ mà phải nói một người rất là tài năng, một cô vợ rất là giỏi giang. Rồi bây giờ cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tới bây giờ là được 3 năm rồi. 3 năm hai đứa, trai gái đủ hay sao? Dạ trai gái đủ. Chúc mừng. Hồi giờ nè, tới đại hội vạch mặt mà. Dạ. Tật xấu, em có coi chương trình này nhiều không? Dạ có. Em biết cái phần mà khui tật xấu không? Dạ, em có chuẩn bị không? Rồi. Em thích đó, bây giờ cho em đăng đàn đó. Dạ. Bóc phốt. Ra thì ở nhà em cũng lít ra được nhiều cái tật xấu. Tại vì cái lên chương trình này là em là người đăng ký, xong mà em đăng ký xong rồi em mới báo ảnh, ảnh nói là trời ơi bà hại tôi rồi. Rồi đây cơ hội của em đó em. Dạ, ảnh hay cái tật gì kỳ cục em đi toilet là ổng mở cửa ra ổng chụp hình lại. Chụp lén em. Trong điện thoại ảnh toàn là hình em đi toilet không, nó kỳ cục lắm luôn. Dạ không, bởi vì đó là tật xấu của vợ em là đi toilet không đóng cửa. Dạ, em không đóng cửa là tại vì em chăm con. Em không hiểu lý do tại sao ảnh vô toilet chụp hình em hả? Ổng cầm cái tấm hình em để ổng đe dọa, tại vì em á, em là nắm cán ổng hết mà ổng đâu có nắm gì đâu. Cái xong mà ổng cứ lấy hình đó là ê bà tin tôi không, tôi up bà hình này lên Facebook của bà đó nha. Đó, ổng lấy hình em là ổng đe dọa em. Đó. Tật xấu gì nữa? Đợt ngay trời, giờ nó hay hắt dữ lắm đó. Dạ dạ, em biết đó mà. Rồi tật xấu thứ hai của ảnh là hả, những cái đường xá trong thành phố của ảnh á, ảnh đi 5-6 năm nay rồi ảnh không nhớ một cái đường nào hết. Ảnh đi rước em là ảnh cũng không biết đường, toàn em đi bộ ra không à. Tức là tật xấu đó là
không thể cải biến được. Tại vì ảnh ở Đà Nẵng hai mươi mấy năm, ảnh còn không nhớ đường Đà Nẵng nữa. Coi như là bị bệnh mù đường đó. Đi lên phim trường quay chắc cũng lạc đường. Không biết luôn, không biết luôn. Tức là anh đi làm công việc gì á, một là em làm tài xế em chở anh đi, hai là anh đi taxi. Anh chỉ biết từ nhà ảnh đến công ty thôi, rồi còn lại không biết gì hết. Rồi còn gì nữa không? Còn cái tật xấu thứ ba của ảnh là ảnh có hậu đậu không? Dạ, ảnh rất là hậu đậu. Tay chân ảnh cứ vụng về á. Ví dụ như ảnh làm cái việc gì á thì cái lực tay của ảnh nó sẽ là maximum. Còn kêu anh giảm lại, anh sẽ làm minimum. Anh không có ở giữa là medium. Một là mạnh, cực đại, hai là ảnh mà tiểu. Ảnh mà làm gì cho em á, một là em đau, hai là con em chạy xước vậy đó. Nói chung là em mà thấy ảnh làm việc nhà là em sợ lắm, sợ đồ vật hư chứ không phải sợ gì hết. Có hay rớt đồ ảnh làm hoài em nghe. Kiểu đó là đụng đâu rớt đó mà đó. Cái đó con là... nơi nào con rớt xuống nệm không? Dạ, ảnh đoán tới nỗi mà con em nằm á, sơ sinh từ bệnh viện về nhà đặt xuống á, là ảnh lấy cái gói ảnh chồng hết con em, đâu mất tiêu luôn, ở dưới ở đâu mất tiêu luôn. Trời ơi. Xong mà ảnh nhớ lại, ô trời, con mình dưới, ảnh lục gói ra, ảnh mới kiếm con. Hậu đầu ha, công nhận hậu đầu thấy sợ luôn hả? Xong rồi con em á mà ảnh ẩm á là ảnh va đầu này va đầu kia, va đầu này va đầu kia, trời ơi nát nhỏ luôn á. Nát nhỏ. Ôi ơi, bây giờ em búp bê vậy. Bây giờ em mong muốn ổng thay đổi gì? Em mong muốn ổng là thí dụ như là ảnh làm gì á thì cũng phải để ý xíu, tại vì cái tật ảnh không để ý á nên mà ảnh mới bị hậu đậu vậy. Từ từ thôi, làm gì cũng phải từ từ, điều chỉnh từ từ. Ảnh cái gì cũng làm ào ào cái xong rồi bể hết. Để thì, tâm vô, dạ, để tâm mà để ý nữa đúng không? Đúng. Tại vì nhiều khi tâm. Lúc đó là đầu đang lãng đãng với những nốt nhạc, với những cái gọi là actor. Ảnh thì khi mà tập trung vô nhạc á, ảnh tập trung vô rất là tốt. Nhưng mà khi mà ảnh thoát ra khỏi cái phòng nhạc á, là ảnh như một cái con người gì em không biết nữa. Nhiều lắm em. Nói chung là ở trên anh đã từng chứng kiến rất nhiều. Bây giờ tới em nè. Dạ, em nói về vợ em đi. Đối với em, có được người vợ như vậy đã là may mắn trong cuộc đời em rồi. Tất cả những cái mà tật xấu của người vợ em, một thời gian sau em lại thấy đó là một điểm tốt cho cuộc sống của vợ chồng. Thí dụ như là vợ em hay cằn nhằn đó, thì những cái lời cằn nhằn đó có nhất là tốt cho mình. Cái thứ hai là những cái lời cằn nhằn nó không đâu vào đâu hết, mà những cái câu đó thấy cũng đôi khi thấy cũng hay, vui em, vui phải không? Dạ, vui. Ừ. Thế nên mỗi lần chửi thì em đều cười thôi à, xong rồi lấy những chính những cái câu đó lại viết ra những cái bài hát, chất liệu, làm chất liệu để mà mình sáng tác ca khúc. Em sai, chúng ta sai đó, không phải từ là cái... Dạ, em cũng chính sai xác. Rồi chúng ta sai. Dạ. Dạ. Đâu có trả tiền tác quyền cho em đâu. Em trả cho em cả đời rồi, con gì trả nữa. Trả cả đời rồi đúng không? Mấy cái tiền tác quyền đó cuối cùng nhận về ai giữ? Dạ đây, dạ cho em chỉ là một cái tài khoản, mà tài khoản đấy giống như là hữu danh vô thực vậy. Hồi đó em 10 ngàn em cũng nói mới ăn đủ mà, bây giờ em cho 50 ngàn hay 100 ngàn là ngon rồi á. Dạ đúng rồi. Còn gì nữa, còn gì xấu nữa không? Cái hay đoạn giống em không? Chính vì em đoạn quá rồi nên là bạn này không hề đoạn. Nhưng mà bạn này bị có cái là hay quên. Không biết là hay quên là do sinh em bé hay là như thế nào. Những cái chuyện mà đáng ra phải nhớ thì lại quên. Mà đáng ra phải quên là em phải nhớ rất kỹ. Cuộc đời của cô ấy là thích cái gì nhất? Dạ thích đếm tiền. Và chỉ thích mỗi đếm tiền thôi. Còn lại không thích một cái việc gì. Em về đương cọc tiền vẫn ngồi với đếm hoài không? Dạ có, đếm từ tối nay cho tới sáng mai thấy vẫn đếm. Trời ơi, vợ chồng thì cưng quá, dễ thương quá. Thật sự không có cái gì để góp ý luôn á trời. Thật sự sẽ không hỏi em là mong muốn vợ thay đổi điều gì. Dạ. Là bởi vì nãy em đã nói rồi. Bây giờ những cái tật xấu đó lại là những cái điều mà điều tốt là, đó là hay. Dạ, đối với em hiện nay. Dạ, vâng. Và em cần phải giữ lấy nó đi rồi để gọi là trân trọng với nó. Dạ nghe. Đúng rồi. Thôi, xin chúc cho chúc hai đứa hạnh phúc. Chúc hai em sẽ luôn luôn yêu thương nhau. Dạ. Công việc em sẽ càng ngày càng phát triển. Dạ, nghe. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Dạ.